Đàn ông không à? Vậy là đi bia ôm. Dạ không, đi bia ôm. Giờ xuống với người Tây. Xuống nó không biết bơi. Nước thì không? Thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không à? Sông nước nhưng ta có cầu mà. Sao giờ sợ? Thì anh hít đất che 10 cái. Hít đất che 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Họ là ai? Họ chia sẻ câu chuyện họ như thế nào? Chàng trai có đây rồi. Mọi người đợi Tường trong vài giây thôi nha. Rồi mời em gái. Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, to rõ những thông tin của mình để cho đối phương có thể lắng nghe được nha. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường. Rồi. Mình là tên Vũ, năm nay là 30, 30 tuổi rồi. Sinh năm bao nhiêu Vũ? Dạ, 1991. Chị Vũ đang làm công việc gì, dạ, quê ở đâu? Em làm bên kỹ thuật viễn thông của một công ty đó, FPT gì. Rồi, có xăm mí mắt không vậy? Dạ không chị. Rồi, mắt nhiên... đẹp quá trời, mắt to mà đen, long lanh, lát em coi thử đúng không nha. Rồi, bây giờ em gái giới thiệu nè. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh đối diện ạ. Dạ, chào khán giả đang xem truyền hình ạ. Thì hiện tại em tên là Lan ạ. Thì em 27 tuổi. Thì công việc của em là kế toán. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn quê của em là ở Bến Tre ạ. Sau này ví dụ như lấy chồng lập nghiệp, mình muốn ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ví dụ chồng mình có về quê thì mình có ngại theo chồng hay là không? Dạ, em không ngại vấn đề đó chị. Rồi, miễn là có được một người chồng. Dạ đúng rồi, cũng như là mình cũng như ở đâu cũng được, miễn là mình quan tâm với ba mẹ mình được là được rồi. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là cũng như hơi trầm tính xíu chị, ví dụ như là cũng hơi thất thường lắm. Ví dụ như là vui thì vui lắm, mà còn buồn thì em ru à, không nói gì. Mình có cái tật xấu gì không nè, hay là cái khuyết điểm gì không nè? Cũng nhiều lúc cũng hơi nóng tính đó. Ví dụ như mà cái việc mà mình không có như ý của mình á, cũng hơi bực trong người á, cũng hơi nóng tính xíu mà xong rồi là không có gì hết. Dạ. Còn bên mình, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì em tự lập từ nhỏ á, cái gì em làm cũng được hết. Việc trong nhà là em làm được hết. Em hơi nóng tính một xíu, đó là em khó tính nữa. Em đang làm cái gì á, hay là đang, nói chung là tập trung vào công việc á, mà có tác động ở bên ngoài là em khó chịu. Rồi bình thường bây giờ mình ở nhà vậy rồi ăn uống nấu nướng sao? Dạ, mình tự ăn chị. Ăn cơm ngoài hả? Dạ, đúng rồi. Không, ăn cơm ngoài không chứ không có nấu cơm ăn. Dạ không, tại vì em đi làm tối ngày mà, sáng là lại đi làm mà. Bên đây là cần một bàn tay người phụ nữ chăm sóc nè, cho mới có da thịt đẩy đà, cấu trúc gương mặt là rất là đẹp trai. Tuy nhiên là hơi ốm, tôi nói trước để mà bên đây người ta biết. Đó, rồi thôi, rất là thông cảm đi các bạn mà phải xa xứ để mà mưu sinh và lập nghiệp thì nó vất vả như vậy đó. Tình trường thì sao? Dạ, em trải qua một mối tình thời học sinh sinh viên ấy, thì nó cũng không có gì thôi. Rồi cuối cùng là em đi làm riết rồi cứ sáng đi tối về rồi tối lại thì ăn xong rồi ngủ à. Nhưng mà em đi làm giờ với công việc như thế nào, mấy giờ là xong việc? 7 giờ thì mình làm công việc nó cũng không có cố định á. Ví dụ mình phục vụ khách hàng mà, khách hàng về có khi là 6-7 giờ tối khách hàng mới về thì mình cũng phải phục vụ. Vậy rồi nguyên buổi tối là ở nhà không vậy đó hả? Dạ, đi làm về mệt thì không có đi đâu được hết. Rồi, mà cả chục năm vậy không bạn, không bè, không gì sao? Dạ, trong này cũng ít bạn bè, cũng ở quê hết à. Mà cũng không có ngắm nghía một cô nào sao, đi làm chung? Không ngắm, nhưng mà nói chung là em không biết, em gặp người lạ em không biết bắt đầu như thế nào á, đang nhìn vậy thôi chứ còn mình không biết. Thật ra đúng đó, bạn trai này chia sẻ đúng là tâm lý của những cái bạn trẻ, mà đặc biệt là những bạn không phải thành phố Hồ Chí Minh đến đây lập nghiệp và không có bạn bè công việc, rồi mình cuộc sống mọi thứ đúng là khó. Tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào chị, tại vì cũng lo học với lại lo tìm việc làm trước, mình ổn định rồi mình mới tìm được đối tượng á. Dạ, thì cô hồi sinh viên thì em cũng có đơn phương thôi ạ. Thì cũng không tới đâu. Đơn phương là mình thích người ta? Dạ đúng rồi. Người ta có biết mình thích ta không? Dạ, cũng như là trong lớp á, thì anh đó thì cũng học giỏi, thì mình giống như mình ngưỡng mộ, mình idol vậy đó ạ. Nhưng mà mình biết bạn đó có bạn gái rồi thì mình không có theo đuổi nữa. Từ lúc ra trường đi làm tới nay chưa có để ý một ai hết trơn hả? Dạ chưa. Có ai đeo đuổi mình không? Có là có mà mình không thích,
chưa phù hợp hay là không có ai luôn? Dạ cũng có ạ, nhưng mà mình không thích với lại mình không thấy đúng gu của mình á. Có vẻ như hai người này đều còn rất là trong trắng trong cái chuyện tình yêu. Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ thì chủ yếu là biết quan tâm mình là được rồi chị. Làm việc nhà rồi chia sẻ những công việc với mình. Cũng như là mình buồn thì cũng có người để nói chuyện, mình vui cũng có người chia sẻ. Em thiên về tình cảm nhiều hơn. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em ưa nhìn một xíu và thì phải cao hơn em ạ. Em thấy hơi cao à, em cao nhiêu? Dạ có mấy sáu thôi chị. Mấy sáu, bạn này cao nhiêu? 1.68. Rồi, có điều gì em không thích về một người bạn trai? Không biết bạn trai bên đó có hút thuốc không ạ? Có rồi. Đó, có rồi. Đó. Yeah, vì cái kiểu ở xa nhà mà ở một mình nữa chắc chắn là có hút thuốc. Anh tới từ từ cai đi ạ. Hút nhiều ít, ngày hút bao nhiêu? Ít chứ còn nhiều, một gói có khi một 2-3 ngày. Hết hồn gói có khi 2-3 ngày. Bây giờ mình bớt dần dần lại đi. Tại sau này lấy vợ sẽ có con cái rồi nữa rồi cũng phải từ từ bỏ hả? Có nghĩa không bỏ hẳn, lâu lâu một vài điếu cũng được. Mình đừng có bị phụ thuộc vào nó quá. Về sức khỏe của mình nhiều khi cũng hút thuốc quá mà mập không nổi á. Có đi khám sức khỏe định kỳ không? Dạ có, công ty là tháng năm nào cũng khám định kỳ. Đó, nó hút thuốc nó cũng không có tốt cho phổi của mình nữa nha, từ từ bỏ nha. Ảnh hưởng cho người khác nữa, là cái người hút thuốc bị động người ta sẽ bị nhiều khi bệnh còn nặng hơn cái người hút thuốc chủ động. Có yêu cầu gì nữa không? Phải hiền xíu ạ. Tại vì dạ tính em cũng ấy cũng hiền mà bạn đó giữ quá em làm xíu. Em là vừa hiền hay dữ? Em thì nóng tính trong cái lúc đó thôi chứ còn xong là xong rồi. Rồi thế còn em, tiêu chuẩn em muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Biết sống đối nhân xử thế đó với em là cái quan trọng nhất. Mình sống một con người với con người á, mình làm sao cho nó đừng có mất lòng nhau được. Có cần cái bên ngoài như thế nào không? Chuẩn dạ, mắt không. Mũi miệng tóc tai cái đó thì mình nhìn sâu rồi mình mới từ chức. Rồi cơ bản là như vậy. Em có đem hình ảnh gì theo không hai em? Dạ có, một tấm nó được chứ gì. Đâu được, đưa đây coi cho bạn gái đoán thử xem. Anh nào? Anh này tại sao em đoán là anh đó? Tại vì anh nói anh cũng hiền, còn mấy anh này thì... Đoán là được ai chưa? Đây phải em chị. Tại sao đoán là cô đó? Dạ, tại vì đoán theo chiều cao. À, dạ. Cao đó hả? Rồi, xin mời hai em nhìn qua cánh cửa trái tim. Sao? Đúng không? Em không biết là đúng hay không nữa. Trời ơi, đúng ở ngoài vậy rồi mà còn không biết đúng hay không nữa hả? Sai. Chắc là đúng hay sao? Đâu mà đúng, trời ơi. Cổ đây nè, mặt áo váy cam đúng không? Dạ đúng. Đó mới đúng. Dạ đúng. Ờ, à, còn em sao? Ảnh đâu? Kế bên. Ờ, kế bên. Chúc mừng hai bạn. Rồi, chặt lóc luôn rồi. Hồi nãy gì đây? Dạ quà. Tặng đi. Dạ, em có món quà thì gửi cho anh ạ. À, cảm ơn em, tại vì anh bên này chương trình gọi hài gấp quá nên anh chạy từ quận 9 lên đây là chưa có quà cho em á. Dạ, không sao. Bên này quà tặng sau nha. Có không à? Có mới nói à, bây giờ bị phạt nè, vừa không có quà cho người ta mà còn vừa đoán sai hình nữa, mà nhìn nhau rồi mà còn chưa nhận ra nữa, bây giờ có hình phạt. Ảnh á, bây giờ mình phạt ảnh hát được không? Thế được ạ. Rồi mời em. Cánh hồng phai. Rồi mời em là một đoạn cánh hồng phai. Hát vài câu thôi. Rồi vài câu thôi cưng. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhưng mà giọng này là giọng chắc ở nhà không đi chơi có luyện nè. Ở nhà luyện hát, luyện karaoke nè. Đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà sao cuộc sống tẻ nhạt quá vậy, rồi ở nhà không? Có đi ra ngoài cà phê, gặp pháo, dạ, có phim, có ảnh không? Nhưng mà công ty em là toàn thanh niên đàn ông không à. Vậy là đi bia ôm. Dạ không, đi bia ôm. Ví dụ như là cà phê, ăn nhậu với lại làm mấy anh có gia đình thế nào. Có nhậu không? Em nhậu thì cũng không có phải là vì nhậu, không phải là thường xuyên. Ví dụ như là có tiệc gì ở với đây chứ còn không có ăn nhậu vì ngày nào cũng nhậu được đâu. Em nhậu là ít nhậu lắm. Rồi thí dụ bây giờ có bạn gái thì mình hẹn hò như thế nào? Mình sắp xếp thời gian cho bạn gái như thế nào? Không phải là em bận nhưng mà tự do đó. Em muốn bận, em không muốn nghỉ. Ừ. Chứ thời gian thì sắp xếp được hết chị. À, khi mở cửa trái tim này ra thì cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh này
cũng hiền, không giống trong tấm ảnh. Trong tấm ảnh thì không có hiền. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và trao đổi những thông tin với nhau, tìm hiểu công ăn việc làm, là hẹn cái giờ giấc, coi mình hẹn hò như thế nào nha. Quan điểm về hôn nhân gia đình luôn, để mình xem mình có đi với nhau được đoạn đường dài hay không. Rồi, mời đồ ăn. Rồi, trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Đúng là buổi trưa chúng ta đói bụng rồi. Mời hai em sẽ thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Indochine. Đó là món gỏi và cháo gà. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha không. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng. Ủa gì bình thường anh làm, anh nghĩ thứ mấy? Là một làm tuần nó sẽ có một ngày ốp. Mình ốp ngày nào cũng được hết. Đó là anh tự lựa chọn đúng không? Không biết là bình thường anh làm trễ nhất là mấy giờ ạ? Buổi tối có đi đâu chơi không? Nếu mà bình thường không có việc gì thì anh có thể làm tới 6 giờ tối. Khách hàng á, mình phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Rồi mình có thể hẹn ngày mai hoặc là không, nhưng mà mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Anh thì ít nói lắm. Nên phải bắt chuyện anh mới nói được nha. Em khó rồi mày. Không biết anh có xuống Bến Tre chưa? Anh xuống tới Long An là hết rồi. Còn chưa tới xuống cái đó đâu. Chưa có dịp đúng không? Đúng rồi. Chưa xuống dưới miền Tây. Xuống nó không biết bơi. Nước thì không? Thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không mà. Sông nước nhưng ta có cầu mà. Đâu giờ sợ. Anh cũng ăn đi, tại vì em đang làm răng á. Nên anh cũng hơi khó xíu. Anh có gì hỏi em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Chắc không có gì hỏi quá. Vậy ví dụ như bây giờ hai đứa mình quen nhau thì anh dành thời gian nào cho em? Em muốn thời gian nào cũng được thế à. Nhưng mà ban ngày đi làm rồi mà em muốn buổi tối thôi chứ. Còn ví dụ như ngày chủ nhật hay ngày thứ bảy em nghỉ thì ngày hôm đó anh ốp thôi. Thời gian thì quá đơn giản. Thì là sắp xếp được đúng không? Đúng rồi. Anh ốp mấy ngày cũng được mà. Nhưng mà ốp làm gì quan trọng là mình đi đâu, mình làm cái gì mình cũng ốp. Nói chung là cũng làm tay chân cũng cực lắm á. Trời ơi, hai người này mà yêu nhau chắc đi chơi hẹn hò và dắt tôi theo quá à. Sao không ai nói năng gì hết trơn cái trọ vậy? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ, cái đó thì em không có thích lắm ạ. Ví dụ như mình tìm hiểu, mình yêu thương thì nhau thì mình quyết định tới hôn nhân luôn à. Ví dụ như bây giờ em lấy chồng, ngày em phát hiện ra là chồng em hay đi làm mà, rồi công việc, hay ngoại giao, hay tiếp khách, rồi hay đến những cái nơi nhạy cảm, ví dụ như đi uống bia ôm, đi cà phê, đi gì đó, đi massage, mà những cái chỗ nhạy cảm thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ bình thường chị, ví dụ như quan trọng là thái độ của anh đó à. Cái đó là cái việc xã giao bình thường thì mình không nói, ví dụ như mà anh ấy thích như vậy thì phải coi lại à. Em quan điểm như thế nào về việc đó? Khi mà mình độc thân nó khác khi mình lập gia đình, thì em nghĩ cái chuyện mà người đàn ông đi ra ngoài giao thiệp rồi đến những cái chỗ nhạy cảm với bạn bè thì em nghĩ điều đó là bình thường hay là điều chưa, đó chưa? Chị là theo chị nghĩ là chưa có gia đình á thì mình đi chơi thì nói chung là phải thanh niên mà, em nghĩ nó bình thường quá. Còn mà đã có gia đình rồi á thì mình phải lo cho gia đình. Em mà đã có vợ rồi thì chắc chắn là thời gian là em dành cho vợ em. Hôm nay em có đi với ai không? Có dạ, người nhà không? Em đi một mình. Đi một mình. Hôm nay em gái có đi với ai không? Dạ có, em đi với em gái của em ạ. Rồi, ok. Bây giờ xin mời em gái của bên nhà gái vào nha. Rồi, chào em gái. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Tiên, là em gái của chị Lan. Là em ruột luôn đó hả? Dạ, đúng rồi. Lan với Tiên, còn nhà có mấy anh chị em? Dạ còn thêm anh cả, anh hai nữa ạ. Năm nay cũng nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Mình đang sống Bến Tre thành phố? Dạ sống chung. Là hai chị em mướn nhà ở chung đó phải không? Dạ đúng rồi. Làm việc gì? Dạ em làm ở bên ngành may mặc đó chị. Rồi hồi nãy giờ mình cũng nghe câu chuyện của hai anh chị ha. Em nhận xét như thế nào về cặp đôi này? Nhận xét như thế nào về người anh trai bên đây? Dạ em thấy anh này thì nhìn thì cũng hơi hiền. Chắc tầm kiểu như là 7-8 phần cái hình mẫu lý tưởng của chị em. Cũng là trùng khớp 70-80%. Dạ đúng rồi. Bình thường thì ở nhà chị Lan là người như nào, có những cái điều tật xấu gì nữa không? Chị Lan em á thì rất là lanh luôn. Nhưng mà lên đây sao nãy giờ thấy không lanh vậy? Không, chắc là do run. Với lại một phần em thấy chị em cũng hỏi anh này nhiều mà anh này ít hỏi chị em nhiều. Chỉ có cái tính là hơi nóng xí. Hơi nóng một xí thôi đúng không? Mình biết vậy thì thôi. Dạ. Mình kèm lại ha, cho bớt cái nóng. Nhiều khi nóng quá là hư bột hư đường hết. Rồi bây giờ một lời khuyên dành cho chị mình thì em khuyên chị mình như thế nào?
chị, nếu mà chị nãy giờ tiếp xúc với anh này mà cảm thấy là ok hay là có thể là tiến sâu hơn thì chị có thể là cho anh này một cơ hội, hoặc là hai anh chị cùng nhau cho nhau cái cơ hội. Dạ, nha. Đúng rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em gái. Rồi mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện anh Tuyển nha. Bây giờ chương trình dành cho các bạn thêm một cái thử thách mình vượt qua. Mỗi người bóc một lá thăm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn trong cái thử thách này. Mời em. Cô gái yêu cầu bàn tay thể hiện một hành động nói lên sức mạnh của đàn ông. Em có quyền yêu cầu anh ấy. Vậy em muốn anh có anh làm gì? Thì anh hít đất cho em 10 cái. Hít đất cho em 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Đếm đi cưng, con gái. 1 2 3 mạnh 3 Nhìn sức 4 5 Tuyệt vời 6 7 8 9 10 Ốm nhưng không hề yếu nha. Rồi bây giờ mời bạn gái bóc một lá bài. Bạn trai xin phép nắm tay thể hiện tình cảm với bạn gái, sau đó hỏi cảm nhận của cô ấy. Thở, thở. Thở đi cưng. Nha, đây là yêu cầu của chương trình để mình kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, xem mình có cái điện nó có chạy không, nó có sự va chạm, nó có cảm xúc gì trong người không nha. Mời em. Rồi nắm tay 30 giây đi, nhìn thẳng vào nhau rồi mỗi người nói một câu thôi. Mình nhìn nhau đi. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Thôi được rồi chị. Không nói gì hả? Dạ không. Nắm tay chặt quá vậy mà không nói gì hết trơn vậy. Quan trọng anh đó nói cho em chứ. Em cũng không biết nói sao luôn. À, được rồi, mời hai bạn về vị trí. Cảm xúc của bản thân như thế nào, hoặc là nhận xét về người đối diện như thế nào, tùy mình, mời em trai nói trước. Thì cảm nhận của em thì thấy bạn gái này thì cũng dễ thương, nhưng mà có bốm giống em. Hai người thiếu ăn, thiếu người chăm sóc. Để cảm nhận của em như vậy thôi chị. Rồi, mời em gái cảm nhận của mình đi ngay lúc này như thế nào. Dạ, cảm nhận của em là từ lúc mà tham gia chương trình này, ví dụ như là em vui ạ. Thì em hôm nay thì được gặp anh ở đây thì thấy anh cũng hiền. Cũng mong muốn là ví dụ như sau này mình có thêm thời gian dành cho nhau, cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là sau này bình thường anh ở sống một mình đúng không? Thì sau này sẽ có em. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây giờ là giờ phút quan trọng nha. Mình bấm vì cảm xúc của chính bản thân mình và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Mời mình đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Di Tường, đồng ý mình bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm rồi. Em có bấm không? Bấm mạnh vô. Chị thấy là thật sự bạn gái bấm trước em, nhưng mà đèn bạn ấy không có sáng. Nó chưa trùng khớp, nhưng mà các bạn ấy cũng đã bấm nút và đèn đã sáng. Chúng ta nhắm tay nhau nhé. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi để tìm hiểu nhau. Mời hai bạn nắm tay nhau. Rồi bây giờ chị Tường hỏi em trai nè, em đang còn băn khoăn điều gì? Chị thấy trong cái bấm nút của em nó chưa có sự dứt khoát, mà mình còn ái ngại một cái điều gì đó. Em cũng không biết em nghĩ cái gì nữa. Đây là cái quyết định mà nó cũng khó khăn á. Khó khăn. Nhưng cuối cùng tại sao em lại quyết định bấm? Em muốn để tìm hiểu này nó như thế nào. Muốn cho mình dạ, đúng không? Cố gắng quan tâm nhau, chăm sóc nhau thật nhiều. Và hy vọng rằng là cũng sẽ đến lúc các bạn báo tin vui cho chương trình. Em muốn cho mình cơ hội, cũng cho bạn một cơ hội. Thì em thấy bạn hiền quá, cũng như ít nói nữa. Nên em muốn là bạn đó phải sau này phải nói nhiều hơn à, nếu mà đi chung với em à. Dạ em thấy bạn này là hiền à, có thể là biết quan tâm với gia đình à. Tại vì bạn sống một mình thì bạn sẽ cần nhiều tình cảm hơn. Ví dụ như sau này mình có làm bạn với nhau thì cũng quan tâm chia sẻ với em được ạ. Chị nếu em vô tình mà phát hiện bạn này đi những cái chỗ mà không có đàn bàn, ví dụ như là quán karaoke hoặc là đi ôm gì đó, thì em sẽ đợi bạn đó giải thích với em. Nếu bạn ấy không giải thích với em thì em sẽ hỏi, mà tới lúc đó thì hơi căng đó chị. Mặc dù là anh đi là kỹ thuật nhưng mà anh cũng phải giao tiếp với khách hàng ạ. Phải nói nhiều hơn, phải cũng giống như em, phải là chăm ăn uống hơn.
Em cũng biết do cái lần gặp đầu tiên mình chưa có nhiều tình cảm, chưa có nói chuyện được nhiều quá chị. Nhiều khi chưa cảm được hết. Trước mắt thì em sẽ mặc dày xíu, em chủ động xíu. Còn mà ví dụ như mà cái tính em duy trì hoài như vậy mà anh đó không có phản hồi lại á, thì em nghĩ em sẽ dừng lại. Đàn ông á thì em nghĩ là phải hơi mạnh mẽ một xíu à, cũng như đừng có yếu đuối quá, rồi còn để bảo vệ cho mình nữa à. Em thấy là anh hiền quá so với cái mức mong đợi của em. Còn nói thì ít nói, với lại anh không có giống như là giao tiếp, không có giống như là trao đổi với mình đó chị, không giống như là không có hợp tác á. Còn về sau này không biết là đã quen được rồi á, thì không biết là có nói chuyện nhiều hơn không. Cảm xúc hiện tại thì nó cũng giống như hồi sáng là không có gì. Bình thường cảm nhận thì dễ thương. Còn cảm nhận tiếp theo nữa thì cái đó từ từ có thời gian mà nó biết được. Em quan trọng là vẫn là cái tính cách hơn. Để từ từ là thời gian nó sẽ quyết định. Em cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà hiểu em là được. Còn mà không hiểu em thì chắc chắn là không có tiếp tục được đâu. Em không phải là khó khăn gì, nhưng mà cái tính em là nó khó. Tất nhiên là em ăn uống khó. Vậy cô gái người miền Tây, em người miền Trung, cái ẩm thực của em là phải cay, phải mặn. Còn miền Nam thì nó hơi ngọt. Em không ăn được món trong này nhiều. Nếu mà kết thân rồi thì tới đó rồi biết. Em không nhát đâu. Nhưng mà đó là cái phép lịch sự. Với đó với người mình chưa biết nhiều, với người lạ mình phải không có sòn em được. Em cũng như vậy. Đối với em là em không biết hỏi gì. Giao tiếp là cái công việc nó phải giao tiếp rồi. Tại vì khách hàng mà mình đi làm, mình gặp người ta thì tất nhiên là mình phải giao tiếp rồi. Mà còn cái này là cái người ở lạ với mình lắm, nên lần đầu tiên gặp nên mình cũng không biết nói gì hết. Gặp khách hàng là cái công việc, mình có cái nội dung để mình nói. Còn gặp người đây là người để mình quen, mình tìm hiểu á, nên không biết bắt đầu từ đâu, nên nó khó với em lắm. Vẫn có thích bơ bám đó, chứ không phải là thích lịch sự đâu chị. Em là một người đàn ông mà không có lãng mạn, không có kiểu như là tỏ tình cái kiểu như đâu. Em muốn thực tế. Mình đừng có nói nhiều, mình làm nhiều đi, chứ mình đừng nói nhiều. Mình nói nhiều là mình cuối cùng mình làm được cái gì hết trơn á, là người ta cười. Bước tiếp theo thì cũng giống như bao cặp tình nhân khác thôi, vẫn hẹn hò đi chơi bình thường thôi chị. Còn cái cảm xúc nó tới đâu thì nó tới thôi. Chứ không bây giờ không có nói trước được. Em không có nói nhiều, em muốn làm nhiều thôi. À, cảm ơn hai em nha. Đây, gửi tặng em gái một món quà làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho bạn trai, đây là những chiếc vé xem phim. Mình đưa bạn gái đi xem phim để tìm hiểu nhau nha. Cái Cường cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.